Chúng tôi mong muốn các anh trong video này chúng trong 2 motor swan box. Đây là nhóm miền 2 ประเภท ba, cứประเภท prau thmo 40 volt hay một ประเภท tiếp cứ prau phleung 220 ba. Và สําหรับ model này khách chuyên này nhi chiประเภท motor swan box prau thmo 40 volt ba, đây chi bạch chi thmey tới mà đó đai ba. Chà model của vi cứ HO005G ba. Về sự mật độ phiệt cứ swan betong ban 40 li và vi miền cái lai trai lớn ban cái lai ni, cứ lai 1 đai lai 5. Hay vì mình phải chạy vị trí cắt bằng thơ đồng nhoa là bây giờ bóng bóng thơ ca bộ bê tông được xoan bê tông cứ việc xoay nhoa đáy hay xe mạng một đá lý đáy cứ chìa một phết áp rạc chung đây bà xe mạng một tên nơi kháng xe nam đáy ní chìa một phết mặt xoan bộ bê tông pra phương đài mô đá bảo viết cứ HO sai sập đọc bây xí đài xe mạng đập thiết xoan bê tông bảo viết cứ bán sai sổ ly đi khí nế bà hay xe mạng phải chạy vị trí bảo viết cứ mình phải chạy vị trí cắt bằng thơ đồng nhoa đi khí nế còn tay phết mặt pra phương cứ chìa một phết mặt đã trai ca pra chung chúng bom bom tơi ca check tơi ca đồ chung mà chúng một phen mà tơi prathmo cứ cầm lang khăng hay người xua chiêng mà tơi bóng nhưng mà tơi một phen prathmo bom bom mới tơi cầm lang một viên khăng bên này tôi dùng tơi bọc bê tông tơi mà đong bà cùng một sấn mẹ ply một viên cứ một phen ply pram chỗ bà còn bộ vơi thầy lẽ nó còn Scott cái chỗ mà chỗ hai mà chắc môn thường thuê ca pra bốc xong cạnh tăng ở trái dân mà đi gì tăng bốc và hai dùm em cầm lang hay là bươn mà biến cái nhìn đại lịch trang mà một tên đây đây cứ toàn ba căng đi về toàn bốc để bây giờ ba căng ý cứ mình thuê ca bốc. Tay phải tông cái khăn đấy để miết đáy cho bông bôn mới bốc là mới dọn đáy cho được rồi bị tay chỉ mới phải prà thmo để bong bong khơi thác cầm láng bị khăng ấy và đó quá nhầm tay đang phải prà phleung bong bong mới được đồng và nghĩ thua nên ca đô phái và làm một tên như đấy kêu mình xài phleung của bánh trăm mét xài phleung với ba mình thôi ca bốc bài tông xong mưa là cày lại tông với cái trời này ba này tăng bốc ខ្ញុំសូមធ្វើការចាត់ចំតាមលេខទូរស័ព្ទឬក៏អាចឆាតចូលเพจបាទសូមអរគុណសូមជួយไลค์ជួយแชร์ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៅបាទ